Năm ngoái tầm giờ này con khoảng cân 6. À. Với. Cái này nuôi nhiều nhỉ? Này nuôi nhiều, đợt này lấy 400 con. Bây giờ nó to đúng rồi. Cái này nó ít ngon, nó nhanh, cái này nhiều. Nhiều quá không đủ để nó ăn đấy. Con không được đâu. Con đang lấy cái rổ. Lấy rổ về xúc. Đó là để nước ít nữa thì mới bắt được. Để nó dồn về góc đây, nước dồn về góc đây một tí nước xong bắt đầu. Rồi bằng này nước là bắt được rồi này. Lựa xem con nào bắt được thì bắt. Được nhá. Bằng này nữa là bắt được rồi đấy. Rồi, rồi mà gốc. Có cần phải lấy rổ không? Trời ơi. Chú ơi, cho cháu cái rổ đấy, cháu bắt từng con một đấy. Thank you.
xong rồi cháy. Cháy đi bắt thêm nữa. Đi bắt thêm. Thank you.
Bao nhiêu? Cả vui 23 cân. Cả vui 23 cân. 23 cân ạ. 23 cân. 20 cân. Chú xin. ไปเลย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 ไป
quả từ tâm trạng phục vụ của khách hàng, giảm giá cực sốc tổng cả hàng, tuổi đông nhà, đồ chơi trẻ em, tông chén, bình hoa, bình rượu, vân vân và vân vân. Tất cả chỉ có giá 39.000 đồng quà, mang tính cao xin kính chào quý khách. Mời quý khách tham quan và mua sắm tại gian hàng giảm giá của chúng tôi. Quý khách hãy nhanh chóng đến với chúng tôi để lựa chọn những sản phẩm ưng ý nhất, giá nhất, phù hợp với tất cả khách hàng. Anh ơi, 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 anh ơi
thể. Không, chỉ có 30 đồng là quý khách có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm bất kỳ tại gian hàng của chúng tôi. Máy sấy tóc, máy sấy tóc, tôi chủ. Chỉ cần sử dụng cái gì cũng có, chỉ với 39 đồng. Xin trân trọng kính mời. Đi qua đó, đi lên lại, hãy đến với gian hàng. Chúng tôi sẵn sàng phục vụ mọi khách hàng. Giảm giá tiếp tục tổng cả hàng. Sửa đáy nhà, đồ chơi trẻ em, đó là sốt chén, bình hoa, bình rượu, vân vân và vân vân. Tất cả chỉ có giá 39.000 đồng thôi. Vâng, chỉ có 39.000 đồng là quý khách có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm bất kỳ tại gian hàng của chúng tôi. Máy sấy tóc, máy sấy tóc. Cô dì chú bác đi chợ mua hàng, dừng chân thì ghé lại xem hàng rồi hãy đi. Bước thì đến sau, chứ giá cả thì đều như nhau luôn. Vừa thanh hồng uống nghiêm lam, hoa hương lại trắng thì vừa cam lại ngọt. Cô nào xinh đẹp mà khó lấy chồng ra mua một cái thì tơ hồng lại xe luôn. Cô nào chồng bỏ chồng chê thì mua ngay một cái chồng lại mê đến già. Mà cô nào chồng bỏ đi sinh mà quần áo rẻ tiền đầy ra mua trẻ nào mà gái mua thì lại đắt chồng nhà. Chi nhau luôn. Mường thanh hồng cúm nghiêm lam, hoa mơ lại trắng thì vườn cam lại hồng. Cô nào xinh đẹp mà khó lấy chồng ra mua một cái thì tơ hồng lại xe luôn. Cô nào chồng bỏ chồng chê thì cũng mua ngay một cái chồng lại mê đến già. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ha ha ha.